Chúng ta đang trong những ngày tháng 8 lịch sử với nhiều sự kiện cách mạng hào hùng của dân tộc, và trong thời gian tới đây thì sẽ có rất nhiều những sự kiện văn hóa nghệ thuật được tổ chức. Đây là thông tin được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố trong buổi họp báo vào chiều ngày hôm qua. Theo đó thì từ ngày 28 tháng 8 tới ngày mùng 3 tháng 9 sẽ diễn ra triển lãm các thành tựu kinh tế xã hội năm 2015 với chủ đề là đổi mới, hội nhập và phát triển. Triển lãm có sự tham gia của 28 bộ ngành, cơ quan, đoàn thể với 4 mảng nội dung, từ những hình ảnh, tư liệu phong phú giới thiệu những thành tựu xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, xã hội của đất nước trong 70 năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay. Cũng tại buổi họp báo thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, bên cạnh triển lãm còn có các chương trình hòa nhạc đặc biệt ở cả hai miền Nam Bắc. Các báo chí